tàu đi vô phà nha. Bởi vậy nó lấy tiền của mình rồi mà sức mấy không qua được nè, nguyên cái super mắc khách nè, thì Vũ nó nói đó. Bởi vậy đấy, cái số 35 mình phải theo cái số 35 đàng hoàng. Đúng rồi, đi 35, 36, 37 nè, nó phải theo cái line. Trong cái thời gian đợi là mình đi vô đây vậy. Ừ, nó nói đợi mình đi vô đây mình chơi chốt, chừng nào nó kêu mình về á thì mình. Ủa mình phải xuống xe hả? Lên phà. Lên phà xong mình xuống xe. Phải mang nhà vô. Tôi biết rồi, mang trước à. Là biết cái line này mình đợi lâu nè. Nó cho mình lên trước mà. Nó biết cái line nào lâu, line nào không lâu. Biết chứ. Nó sắp mà, nó bán vé mà. Mong bốn là cái dịp bọt up bờ. Ồ, này cũng bọt luôn. Nhiều khi nó đi hai lên vô một hay là hai lên đây mày đi theo đó. Lên xa à, Victoria nè, thấy không cái phà này đẹp quá cha. Ồ dạ đẹp. Victoria lên phà bé. Hình như phà kia là khác, đi khác á. Chắc nó 2-3 chiếc phải không? Cái này là có người sắp xếp đàng hoàng, đâu phải ai muốn đậu đâu đậu đâu. Ôi nó kỹ nhất lên. Sắp xếp được nhiều chiếc. Chiếc vậy sao đi xuống được? Ủa nó bắt xuống hả? Xuống. Xuống chưa? Chưa, chừng nào nó kêu xuống. Con mới xuống, thấy mọi người xuống mình đi xuống. Đó, ai cũng xuống hết trơn. Đó, xuống tắt xe, đóng cửa tắt xe. Nhưng mà lạnh á. Đâu có trong này mà. Để coi. Ta đi ra để đó. Coi tùy người chứ đâu phải người nào cũng xuống hết. Xuống hết mọi người. Từ từ. Con nhỏ tay nó nhịn cho con thay quay đi, mất cười quá. Từ từ để coi coi làm sao. Nếu mà xuống hết là người ta đi ào ào rồi vô. Đó, người ta xuống người ta mặc áo kìa. Hai nhóc nhỏ nó nhịn thay nó cười. Thì nếu mà ngồi trong này đâu có gì chán chết phải không? Ừ. Nó nóng tròn, Minh con dở thay dở cái áo, lấy áo lạnh xanh đưa mẹ. Ở đâu đây? Dở, Minh đưa dở, cái dở. Vậy Minh la lạnh không thì? Không. Mẹ má chồng thêm cái áo đi. Còn có phone con trong này nè. Còn cái phone. Minh lạnh không thấy thêm áo. Đó, cái này là deck 2. Đó, họ đi lên nào. Cho nó cái mình xuống thì mình xuống. Có xe bên đây chưa xuống. Không? À biết đâu xe bên đây chưa xuống. Xe xe người ta xuống rồi. Xuống hết. Lên trên nó có bán đồ ăn này kia. Ngồi đây đâu có gì đâu. Ngồi đây bộ. Muốn lên trả nào? À biết thấy là ngồi nó cũng bắt lên hết à. Nếu nó bắt mình xuống thì mình xuống. Trên kia ta không biết nữa, hỏi thôi. Cách đâu cũng đâu có
Passenger must exit this vehicle during